chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu một cái máy lọc nát Sumo 303. Sumo 303. Một hộp như vậy nó gồm có một cái máy và phụ kiện đi theo kèm. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp lại luôn. Các bạn để ý nha, nhớ kiểm tra lúc mà lấy cái máy ra mình phải kiểm tra lắp ráp chứ. Mình nhớ kiểm tra cái máy của mình trước, kiểm tra xem cái bộ phận bên trong của cái máy á, là cái cây này nè, và cái motor quay bên trong nó đã lắp ráp kín chưa. Ok, các bạn phải lắp ráp kín nha, bởi vì kín thì cái lực hút nước lên nó sẽ mạnh hơn, thì cái hồ cá mình nó lọc nó sẽ sạch hơn. Khác với những cái mẫu lọc thác của những hãng khác á, thì cái hàng Sumo này của mình á, nó sẽ tặng kèm cho mình thêm một cái miếng lọc than hoạt tính cực kỳ tốt cho hồ cá. Bởi vì khi sử dụng hồ cá một thời gian á, thì cái hồ cá của mình nó sẽ bắt đầu nghe mùi hôi tanh, thì nhiệm vụ của thằng than hoạt tính này đó, nó sẽ khử mùi hôi đó ở trong nước đi. Ở đây nhà sản xuất nó có tặng cho mình một cái bông lọc màu xanh giống như vậy nè. Thường thì mình không có sử dụng tới, bởi vì cái này nó lọc không hiệu quả. Các bạn hãy ra những tiệm cá gần nhà mua một cái miếng bông lọc trắng, nó sẽ rất là tốt. Ok, lắp ráp lại. Cái lọc thác này của mình nó có đi kèm theo một cái lọc ván. Đây là thiết bị lọc ván của nó, các bạn để ý nha. Một cái lọc ván nó sẽ gắn vào đây. Thường khi gắn á, cái ống này nó sẽ bung ra như vậy, các bạn để ý nha. Nên mỗi khi gắn á, các bạn phải tháo ra để các bạn gắn luôn như vậy, nó sẽ tốt. Giờ chúng ta có thể kiểm tra gắn lại cho nó khít. Ok, vậy là xong. Ở đây nhà sản xuất tặng cho mình thêm 3 cái đầu nối phụ kiện cho nó, giúp cho mình nối cái này dài ra thêm được một khúc nữa. Nhưng vì cái hồ cá của mình ngắn quá nên mình sẽ không có sử dụng 3 cái ống này. Xong, vậy là mình đã lắp ráp xong cái phụ kiện. Sau khi chúng ta lắp ráp cái máy xong, cắm điện bỏ vào hồ cá, nhưng mà trời ơi, xong thấy nước chảy ra gì hết trơn vậy, vậy là máy nó bị hỏng rồi. Không phải nha các bạn, các bạn gỡ cái nắp này ra giúp mình. Okay. Sau khi gỡ ra xong á, các bạn ngồi nước vào bên trong máy nha. Khi bên trong máy có một lượng nước nhất định rồi, nó sẽ tự lọc nước được, lúc này nó sẽ hút nước từ hồ cá vào trong cái máy, từ máy chảy vô hồ cá lại, đấy, nước vô, đẩy cả miếng bông lọc lên luôn. À, đối với tất cả các dòng máy lọc thác, mọi người đều phải mồi nước vào bên trong máy thì cái máy của mình nó mới hoạt động được nha. Ở trên cái máy nó có một cái nút dặn, thì cái nút dặn này dùng để điều chỉnh cái lượng nước đi vô bên trong máy mạnh hay yếu. Máy này nó có tạo vỏ hộp màu đen.
đen, nhìn nó tương đối là sạch sẽ hơn cái máy của chồng khác. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha.